Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với video kế tiếp trên kênh YouTube HTBro 189. Ở cái video này thì mình sửa về cái quạt điều hòa. Những cái quạt này thì đang rất là hot trên thị trường vì nó tạo ra được một luồng khí khá là mát, mát mẻ và nó có thể nói là rất là tiết kiệm điện so với điều hòa. Tất nhiên là nó không thể so độ mát với điều hòa được. Nhưng mà đối với những ngày nắng nóng khoảng chừng 38 độ thì nó hoạt động cũng khá là hiệu quả, ngồi gần nó cũng cảm thấy rất là dễ chịu và khoan khoái rồi. Nhưng mà những cái quạt trên thị trường như thế này thì nó lại rất nhiều loại, có loại kém chất lượng đến từ những cái nhà sản xuất từ Trung Quốc. Tất nhiên là từ Trung Quốc thì không phải cái nào cũng là kém chất lượng, nhưng mà nó rất là nhiều hàng trôi nổi. Và ở đây thì mình cũng có một cái quạt, mình chưa nói đến chất lượng của nó, nhưng mà ngày hôm nay thì mình có sửa về cái quạt này, hiện tượng mất nguồn. Và tiện thể thì mình tháo luôn ra đây cho các bạn xem cái cấu tạo khá là đơn giản thôi. Cái quạt này nó bao gồm 3 cái tấm cooling pack. 3 tấm cooling pack ở 3 mặt. Mặt sau là to nhất. Đây. Mặt đằng sau mình đã tháo ra rồi. Và hai tấm hai mang như thế này thì nó được làm nhỏ hơn để cho cái quạt nó mỏng hơn. Đây. Cái quan trọng đó chính là cái động cơ này và cái bộ cánh quạt, nó gần giống như cái cánh quạt cung nóng của điều hòa. Đó, cũng thiết kế cánh quay ngược. Động cơ thì được làm khép kín rất là hay để chống luôn cái độ ẩm. Vì cái quạt này nó hoạt động trong môi trường lúc nào cũng ẩm ướt nên nó phải làm khép kín như thế này. Tiếp đến trên thì nó có một cái motor đây. Motor này chính là motor giải gió, nó cũng giống như cái motor túp lăng ở các cái quạt thông thường. Tiếp đến là cái dàn trên này thì nó chính là cái dàn để chia nước xuống cho các cái tấm cooling pack. Đây là hàng này để cho nó chia nước xuống cái tấm đằng sau. Và một cái đường ống nước dẫn lên khá là to như thế này. Trong ở dưới thì có bao gồm một cái động cơ bơm nước giống như là động cơ bơm của bể cá, nó giống thôi. Đó, mặt đằng trước thì ở đây mình đang tháo ra rồi. Nó được thiết kế như một cái hộp như này. Đây, mình đã sửa xong. Và cái này thì nó cũng chết khá là nhẹ. Trước khi mình chỉ, mình sẽ rút điện ra cho an toàn. Đây là mặt đằng trước. Đó, có cái lưới như này để chỉnh gió lên trên xuống dưới, hai tấm. Bên trong thì có một cái để sang ngang, sang hai bên, chia gió sang hai bên. Và ở đây thì cái mảng điều khiển cũng chính là cái chỗ mà cái hòm trung tâm nó đựng vi mạch điều khiển. Đây, đựng vi mạch điều khiển. Và cũng như là đựng luôn cái khối nguồn, khối rene này để đóng mở từng số cho cái quạt động cơ. Trên thực tế thì cái bo mạch này mình vừa xử lý, đó chính là chết 4 con diode đầu vào nắn điện áp 220 thành 300V DC để cấp cho cái biến áp xung thì nó đã bị lỗ tan tành. Và mình chỉ việc thay thế 4 con diode, hàn lại cầu chì. Tất nhiên là phải kiểm tra trước khi mà cấp điện xem có bị chập tải hay không. Và rất may là nó chỉ bị đứt lỗ 4 con diode và đứt cầu chì thôi. Đây là cái hòm này. Cách tháo ra thì nó thiết kế như thế này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái hòm này nó chính là đựng cái bộ mạch vi xử lý và cái khối nguồn luôn. Nó được bắt ốc ở đây rồi dán cái đề can này lên trên. Nếu như không để ý kỹ thì chúng ta rất khó để tháo ra được cái hòm xử lý vi điều khiển này. Vì vậy mình làm video này cho những ai mà chưa tháo cái những quạt như này có thể tham khảo cách đỡ cậy lẫy rồi gãy cá. Đó, tháo hết ốc xung quanh. Trước khi tháo thì tất nhiên chúng ta phải bóc cái mặt đề can này rồi tháo ra. Tiếp theo là bên trong nó cũng có mấy ốc để giữ lại cái bo mạch như này. Đây là chính là cái tụ điện luôn, tụ điện cho động cơ. Ví dụ trường hợp mà tụ kém thì chúng ta vẫn phải tháo ở cái hòm điều khiển này ra. Đó,
Và những cái quạt như này ấy, các bạn nên nhớ là không lên nhiều cái nó sẽ xử lý là bằng cảm ứng như thế này. Chúng ta không nên cắm điện và sợt tay thẳng vào đây. Tất nhiên có những cái quạt thì nó không sao, nhưng có những cái quạt nó chạy nguồn trực tiếp, chúng ta sẽ sờ ở đây nó điện áp giật rất là mạnh. Các bạn nên chú ý. Đó. Sau khi mà mình đã bắt ốc xong, bây giờ thì mình sẽ tiến hành cấp điện. Và các bạn chú ý rằng là khi chúng ta sửa nguồn thì lên lối tiếp qua cái phích điện đầu vào này này, một cái bóng đèn sẽ đốt từ 200W cho đến 1000W như này, mình sử dụng bóng 1000. Thì khi chúng ta cắm điện vào mà nếu như nguồn nó vẫn chưa hoạt động tốt thì nó sẽ sáng rực bóng đèn lên và không bị gây nổ thêm cái gì đó. Bây giờ mình sẽ cấp điện. Đây, nguồn nó đã hoạt động. Mở tốc độ. Đó. Luồng gió thì cực kỳ là mạnh. Tuy rằng tiếng hơi ồn. Đây là đằng sau cái chiếc quạt điều hòa mình đã bóc ra. Và ở đây thì mình đang sửa nên mình không đổ nước. Khi bơm nước thì nước nó sẽ chảy từ trên này xuống theo cái tấm Green Park này. Và với cái video này thì mình làm cho các bạn có thể tham khảo cách tháo ra cũng như là có thể sửa được cái nguồn nó bị hỏng đơn giản như này. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.